mừng các bạn đến với hệ thống laptop sách tay Shop. Trước mặt chúng ta là một mẫu laptop khá ấn tượng đến từ hãng Lenovo. Lenovo ThinkBook 16 G6. Năm nay là một năm đáng nhớ của Lenovo. Họ rất thành công. Trên toàn cầu thì họ đứng đầu về doanh số, đứng trên cả Dell luôn. Họ nói rằng là một bước ngoặt rất lớn và cũng xứng đáng bởi vì những cái mẫu họ đưa ra rất đẹp. Ở đây trước mặt chúng ta một màn hình lớn, một cái mẫu máy phải nói rằng sẽ làm đạp đổ các thương hiệu danh giá. Chính tôi cũng cảm thấy rằng cái máy này nó rất ấn tượng, rất đẹp và nó hoàn hảo đến mức kỳ lạ. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm tí xíu nhé. Đầu tiên, ThinkBook thiết kế trên nền tảng cái vỏ thiết kế kim loại hoàn toàn, rất trẻ trung. Khi sờ tay bạn sẽ cảm nhận rất lạnh tay và cái mặt cắt cũng rất đẹp. Họ có tạo ra 14 inch nè, 15 inch và 16 inch. Và mẫu này là một mẫu lớn nhất của họ. Khi nhìn trực diện, chúng ta sẽ thấy rằng bàn phím nó sẽ có cấu trúc gần giống như iPad, nhưng cái phần thân thì được thiết kế khá mới và rất là chắc chắn. Ở đây có khá nhiều sự lựa chọn và năm nay là năm của ThinkBook, cho nên đây là một mẫu mà được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt các giới sinh viên. Họ cần có một chiếc laptop mạnh nhưng mà phải đẹp, nhưng phải hoàn hảo về mọi mặt. Ở đây chúng ta có gì? Một màn hình đầu tiên. Màn hình lên đến độ phân giải 2.5K trên màn hình 16 inch, tỷ lệ 1610 2560x1600 với công nghệ IPS nè. Các bạn, ba người ngồi chung với nhau có thể nhìn rõ từng điểm ảnh một. 120Hz và đặc biệt sRGB đạt 100%. Nó rất chuẩn để dành cho những ai làm những cái sticker, những cái tem. Chúng ta in ra nó phải đúng chuẩn với cái màn hình. Còn đa phần nó sai số đó thì chúng ta phải in lại, in tới, in lui, nó vẽ sai hoài. Điều này rất là giá trị nhé. Ngoài ra, ở đây chúng ta thấy bộ cấu trúc bộ bàn phím rất chuẩn, được hỗ trợ thêm bộ phím số rất tiện lợi. Những dòng máy cao cấp ngày nay mới gắn thêm phím số, trước đây thì họ sử dụng nhiều nhưng ngày nay thì tôi thấy rằng họ bỏ bớt. Và dòng máy này được hỗ trợ thêm, điều này rất có lợi cho những ai bán hàng online, kế toán, làm việc thuần về số liệu, đặc biệt là AutoCAD. Chúng ta gõ con số hoài luôn, liên tục luôn, cho nên đây là một giá trị rất lớn. Một trong những điểm lớn nữa đó là bảo mật. Chúng ta thấy một cái dãy ở đây, bảo mật camera, vân tay cho đến IR, Windows Hello hầu như là họ hoàn hảo hết, họ cho hết rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng trong tầm giá một CPU này với CPU là AMD Ryzen 7 8845H 3GB tục bộ đến 5GB 8 core 16 luồng 16MB thì cái mức giá tầm từ 22 đến 24 25 triệu là rất phù hợp và rất tốt nha. Ngoài ra một điểm gây ấn tượng nữa là RAM họ set luôn đến 32GB DDR5. Nó quá là hoàn hảo. Đa phần một số dòng máy văn phòng thì chỉ trung bình là 8-16GB thôi. Thì họ đã cho luôn chúng ta một ổ RAM như thế này. Tôi không muốn ca ngợi một sản phẩm nếu như nó không hoàn hảo. Phải nói rằng ở đây thì tôi phải thừa nhận rằng những cái họ đã cho vào trên chiếc laptop này là rất lớn. Kể cả ổ cứng của họ cũng set luôn cả 1T. Phiên bản PCL 4 chấm. Rất là hoàn hảo ha. Đi cùng với cặp màn hình AMD Radeon 780M. Đây là một trong những cái mẫu có thể render 2D, Photoshop, AutoCAD rất là mượt. Khi chúng ta cần sử dụng nó, chúng ta gặp lại và xem cái cổng máy. Một chiếc laptop hoàn hảo về mọi mặt. Cầm trên tay nó lại rất là vừa tay, nó không nặng nhé. Dù rằng vỏ kim loại nhưng cầm rất là nhẹ. Các cổng máy liên quan trong đó chúng ta thấy có cổng LAN, dù rằng máy rất mỏng nhưng trang bị luôn cho chúng ta. Nếu chúng ta làm tài chính, chứng khoán thì rất cần thiết nhé. USB, SD card và một cái khe, đây là khe SIM. Bên phía ngược lại chúng ta sẽ thấy còn rất là nhiều cổng, gồm có Type-C cho sạc nè, USB, HDMI, hai cổng Type-C và một cái micro headphone. Đây là đèn tín hiệu pin, mặt sau rất có duyên. Vừa thoáng nhìn thì tôi có cảm giác chiếc laptop nó có cái form đường nét gần giống như Precision của hãng Dell. Dĩ nhiên Precision giá nó sẽ rất cao. Nó những dòng mới nó sẽ dao động tầm từ 25 cho đến ngoài 50-70 triệu. Cái form cũng tương tự như thế này. Cho nên đây là một dòng mà các bạn trẻ rất thích. Chúng ta đều biết rằng độ bền của ThinkPad, độ bền của Lenovo. Và đây là chiếc được lai tạo bởi IdeaPad và ThinkPad. Cho nên nó có một cái kiểu dáng nó rất là hoàn hảo, trẻ trung nhưng mà vẫn mạnh mẽ và vẫn giữ được những đường nét thuần túy của Lenovo. Trọng lượng chính xác của chiếc laptop là 1.9kg, pin 4 cell, 85W cho phép thời gian cầm cũng tôi nghĩ rằng rất là lớn, đủ để chúng ta làm việc cả ngày mà không sao cả nhé.
chúng ta xem một đoạn video hình ảnh trước. Chúng ta cùng nhau trải nghiệm một đoạn video âm thanh trên dòng máy ThinkBook G6 này. Màn hình chúng ta đang nhìn thấy là màn hình độ phân giải 2.5K với màn hình 16 inch 2560x1600. Hãng Lenovo rất chú trọng về màn hình, thường thấy đó là dòng ThinkPad. Chúng ta thấy màn hình lụa của họ rất đẹp và rất dễ chịu khi chúng ta ngồi lâu. Khi chúng ta nhìn xa, rất là khó có thể nhìn cụ thể được cái giá trị. Nhưng khi làm việc, chúng ta ngồi rất gần. Các bạn sinh viên ngồi học cũng MP rất là cận. Cho nên là chúng ta cần một chiếc laptop có cái màn hình nó tiêu chuẩn để chúng ta có thể ngồi lâu trong vài năm. Tôi nghĩ đây là một mẫu khá ổn về công nghệ. Nó vừa đáp ứng độ phân giải cao, nó vừa mịn, vừa chuẩn về màn hình để chúng ta có thể dễ dàng học tập cũng như là render khi chúng ta xuất một cái file ra có sRGB 100%, chúng ta rất an tâm rằng cái tiêu chuẩn màu chúng ta chọn nó chính xác. Cỡ 4 năm trước thì ThinkBook được biết đến rất là lu mờ, nhưng mà sau 2 năm trở lại đây thì họ trỗi dậy rất là mạnh và họ chiếm một thị phần rất lớn về các cái mảng bán hàng, đặc biệt là toàn cầu luôn. Ở Việt Nam chúng ta thì chỉ mới đây thôi chứ cũng chưa có thể vượt mặt của hãng Dell. Hãng Dell tại Việt Nam vẫn là nổi trội nhất, nhưng mà giới chuyên môn, chuyên sâu đánh giá rất cao về dòng này. Rõ ràng rằng đây là một chiếc laptop thật là đáng ngưỡng mộ. Những gì họ cho trong chiếc laptop này rất là xứng đáng để chúng ta phải cân nhắc bỏ khoản tiền ra. Âm thanh các bạn đang nghe đến từ hãng âm thanh Dolby Atmos, là một âm thanh hàng đầu thường thấy trên TV Sony. Ngày nay không chỉ đơn giản là chúng ta sử dụng các ứng dụng văn phòng bình thường, mà những dòng máy đời mới này nó cho phép chúng ta trải nghiệm những dòng CPU được hỗ trợ bởi công nghệ AI rất là mạnh mẽ. Khi chúng ta sử dụng rồi, chúng ta mới thấy rằng nó có cái trải nghiệm rất là cao. Nó không phải như những dòng trước đây, nó sẽ phải cái kiểu giống như nó lót, nó sẽ có một khoảng dừng. Còn ở đây nó được bổ trợ bởi công nghệ mới, cho nên là nó sẽ hợp với những cái cấu trúc mới. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó tương thích rất là mượt. Nó giống như bạn render, thay vì bạn phải render 1 tiếng thì bây giờ nó render chỉ có 5 phút thôi. Nó trải nghiệm rất là đã. Và chính vì vậy tôi nghĩ rằng thật là khó diễn tả. Nếu chúng ta cần, chúng ta sẽ phải trải nghiệm một số ứng dụng trực tiếp trên những dòng laptop như thế này để chúng ta có thể thấy được nhé. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể bỏ thời gian ra đi dạo để biết rằng là một số mẫu mới nó như thế nào. Ngoài ra có dịp hãy ghé showroom của chúng tôi, Laptop Shuttle Shop, sẽ có sẵn những cái mẫu máy này để chúng ta có thể trải nghiệm, chúng ta phân biệt được cái giá trị của chất lượng hàng thiệt và những cái hàng không phải là đúng tiêu chuẩn nguyên bản. Nó sẽ khác nhau, chúng tôi sẽ hướng dẫn chỉ cho các bạn cách xem và cách phân biệt được để chúng ta quyết định chọn mua loại nào nó phù hợp với túi tiền mà nó chất lượng cao nhé. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gói bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống Laptop Shuttle Shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopshuttleshop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.